Hello, hello, em xin chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua anh vừa quay review căn nhà mặt tiền được 12 mét kinh doanh mua bán đa ngành nghề, công ty spa hay gì cũng được anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 4, dài 13 mét, nhà thì một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây Bắc, chủ nhà muốn bán giá là 6 tỷ 500 triệu còn thương lượng chính chủ. Ngân hàng có hỗ trợ vay cho cô chú anh chị luôn. Em quay trước đường cho cô chú anh chị mình xem nhé. Đây là trong nhà nha anh chị. Nhà thì diện tích ngang 4 dài 13 mét, nhà thì một trệt 2 lầu 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây Bắc, chủ nhà muốn bán giá là 6 tỷ 500 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Phương còn rất là nhiều nhà, cô chú anh chị vô kết bạn Zalo. Rồi Phương gửi cho thông tin cô chú anh chị mình xem, cô chú anh chị muốn cần bán nhà hay là cầm cố gì đó, cô chú anh chị cứ gọi cho em sẵn sàng sẽ đưa người qua xem nha anh chị. Đây là trước nhà là đường 12 mét nè. Nhà thì ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, cách Phú Mỹ Hưng quận 7 không tới 10 phút, đi vô trung tâm quận 1 tầm 25-30 phút thôi. Nhà thì đường thì rất là rộng lớn, hẻm thì hẻm thông, đường 12 mét, kinh doanh thì spa hay là công ty, mình làm gì cũng được nha anh chị. Giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu thôi. Nhà thì rất đẹp, tân cổ điển. Gara xe hơi thì cô chú anh chị về mình ngủ trong nhà luôn nha anh chị. Ở đây trước nhà nè. Nhà thì 2 lầu 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Mà giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu, ngân hàng có hỗ trợ vay cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, trong nhà đây. Nhà trên thì trần thạch cao, đèn chùm. Em quay có gì đó sơ sót cô chú anh chị xem thông cảm cho em. Hôm nay chủ nhà qua ngồi nói chuyện với em đứng em quay luôn. Đây thì mua bán thì chủ nhà tặng full nội thất từng trệt, và lầu 1, lầu 2 thì phòng trống nha anh chị. Em quay cận cảnh anh chị mình xem để anh chị đỡ mất thời gian để mình đi xem nhà. Có sao thì nhà em nói y chang vậy nha anh chị. Nhà thì hướng chính thì hướng Tây Bắc. Đây là ngoài đó xe hơi rồi mình vô mình đậu đây. Còn không mình kinh doanh spa thì xe hơi mình đậu ngoài đường. Em thì chuyên bán nhà bè, quận 7, quận 8, quận 1, giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ anh chị. Không gian nhà bếp thì bàn ăn thì 6 ghế, bên đây thì tủ kệ bếp có máy hút sẵn rồi, có tủ lạnh luôn. Nhà thì full nội thất cao cấp như hình, giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu thôi. Em còn rất là nhiều nhà để cô chú anh chị mình xem và tham khảo để mình ưng ý căn nào thì mình đi xem căn đó nha anh chị. Nhà thì 1 tỷ đến 10 tỷ thì em còn rất là nhiều nhà. Thì nhiều lúc á em cũng quay không có kịp á, đâm ra là nhiều khi á cũng trôi qua của chú anh chị cũng không thấy được. Cô chú anh chị có nhu cầu mua bán nhà cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ cho người qua định giá và coi nhà được là mua nha anh chị. Thì em thì nếu mà dắt người qua thì em lấy phí cũng giống như cũng thị trường thôi. Đó, đây là em quay cặn kẽ em có sao em nói vậy cho chú anh chị mình đỡ có thời gian nè. Tủ này mình về mình chưng rượu nha anh chị. Rất là đẹp luôn, nó sang luôn. Bên đây nhà vệ sinh, hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà hướng chính thì hướng Tây Bắc, chỗ đó mình để máy giặt. Còn thanh gỗ, kiến thì kiến cường lực nha anh chị. Đây, kiến thì kiến cường lực, thanh thì thanh gỗ. Nhà thì diện tích ngang 4, dài 13 mét. Nhà thì một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Nhà hướng chính hướng Tây Bắc, chủ nhà muốn bán giá là 6 tỷ 500 triệu còn thương lượng chính chủ. Đây là mình lên đây là lầu 1 nha anh chị. Phòng sau có lầu 1 nha anh chị. Phòng sau lầu 1 thì chỗ này mình có cửa sổ, đây là bàn làm việc, giường ngủ, tủ áo đầy đủ hết. Nhà mình thì full nội thất lầu 1, tầng trệt với lầu 1. Còn lên lầu 2 thì nhà phòng trống nha anh chị. Mà giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu còn thương lượng chính chủ. Chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà nha. Đó, đầy đủ luôn, nội thất full hết luôn cho cô chú anh chị mình xem, không có gì sai hết. Đó, em quay sau đi trang dạy cho cô chú anh chị mình luôn. Tại khu dân cư Sài Gòn mới, thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 không tới 10 phút. Diện tích thì 4 x 13 mét, nhà thì một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Hướng chính hướng tây bắc. Đó, vệ sinh thì hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời, điện cảm ứng nha anh chị. Đó, rất đẹp cho anh chị mình luôn. Đây
đèn trầm, giường ngủ. Trong đây thì vệ sinh thì bồn tắm, hệ thống máy thì máy nước nóng lượng mặt trời full hết luôn cho chú anh chị mình luôn, rất là tiện lợi luôn. Bên đây tủ áo, bên đây tủ áo luôn, trước rèm cửa có sẵn luôn, trên thì trần thạch cao cổ điển nha anh chị. Nhà thì bên đây mình có tủ cài tivi nè, $6.500.000 anh chị sở hữu ngay căn nhà đường 12m tại thị trấn Nhà Bè, trước là ban công. Ở nhà mình thì đường 12m, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha anh chị, mở công ty xì ba hay làm gì cũng được hết nha anh chị. Gạch thì gạch giả gỗ rất đẹp nha anh chị, phòng nào có máy lạnh hết, chỉ có là full nội thất tường trạch với lầu 1. Em mời cô chú anh chị mình lên lầu 2. Nhà thì diện tích thì ngang 4 dài 13, 2 lầu 4 phòng ngủ, có giếng trời đây, mà giá chỉ có 6.500.000.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng, bất cứ lúc nào của chú anh chị công chứng cũng được hết. Hả? Sổ đang nằm ở nhà luôn, chú anh chị ra công chứng là có giấy tờ sẵn cho chú anh chị mình xem luôn. Đây, phòng sau của lầu 2. Phòng sau thì mình có cửa sổ chỗ này nha anh chị. Ở này thì mình về mình bỏ nội thất vô, máy lạnh đồ vô. Đó, mà giá chỉ có 6.500.000.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì diện tích ngang 4 dài 13m, nhà thì một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ 4 vệ sinh, hướng chính thì hướng Tây Bắc, mà giá chỉ có 6.500.000.000, còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Rất đẹp luôn nè, mời cận kề anh chị mình xem. Đó, rất rộng rãi, phòng bự lắm nha anh chị, phòng rất lớn luôn nè. Thì ban công đầu 2 nè, đây ban công lầu 2 đây, rộng rãi luôn nè. Đó, nhà thì đường cao tầng luôn nè, rất đẹp, rất rộng rãi luôn. Đó, quay cận kề anh chị mình xem. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà đường 12m, khu dân cư Sài Gòn mới, nhà có diện tích ngang 4 dài 13m, nhà thì một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây Bắc, chủ nhà muốn bán giá là 6.500.000.000, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh mới nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, quý vị đăng ký kênh hồ giúp em. Đường thì xe tải chạy qua chạy lại thoải mái luôn nha anh chị. Đó, em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.